Xin kính chào quý vị. Trong quá trình sử dụng xe ô tô thì hỏng hóc là một vấn đề hết sức bình thường mà bất kỳ ai cũng thể sẽ phải đối mặt. Tuy nhiên, bên cạnh những hỏng hóc hết sức thông thường mà chúng ta có thể nhìn thấy, có thể lường trước để chủ động mang xe đến gara uy tín để bảo dưỡng và sửa chữa, thì cũng có những cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, đó chính là hỏng hóc đột ngột ngay khi di chuyển trên đường. Mà những cái vấn đề hỏng hóc đó đôi khi kể cả những người tài già hoặc những người chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng sẽ phải đầu hàng và phải gọi cứu hộ. Đó chính là việc xe đột ngột chết máy và hỏng giữa đường. Và ngày hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm hiểu chuyên đề này. Và trong chương trình đầu tiên của cái chuyên đề này, chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề bơm nhiên liệu. Bơm nhiên liệu cũng là một trong những nguyên nhân khiến xe chết máy giữa đường. Vậy thì nguyên nhân là gì? Cách xử lý ra sao? Và để phòng ngừa thì chúng ta có những cái biện pháp gì? Mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết. Thì trước mặt tôi bây giờ là một cái bơm nhiên liệu. Bơm này được bố trí ngay trong bình nhiên liệu. Một số dòng xe đời cũ rất ít thì bơm có thể được bố trí bên ngoài. Tuy nhiên, hầu hết các dòng xe đời mới ngày nay thì bơm nhiên liệu được đặt ngay trong bình nhiên liệu và được làm mát bằng chính nhiên liệu trong bình. Thì bơm nhiên liệu gồm có một cái phao. Cái phao này nó sẽ nổi ở trên mặt nhiên liệu. Ở đây có một hệ thống cảm biến. Cái phao nổi lên đến đâu, hệ thống cảm biến sẽ báo đến đó. Và có một cái hệ thống báo tín hiệu và đưa về cái đồng hồ báo nhiên liệu ở trên công tơ mét của chúng ta. Ở bên trong này có một cái motor bơm nhiên liệu. Nhờ cái motor này mà nhiên liệu sẽ được bơm lên đây vào cái hệ thống đường ống này và bơm vào bồn đốt. Tiếp đó là một cái hệ thống lưới lọc. Đó, một cái bơm nhiên liệu gồm có chừng này thứ. Và nếu như cái bơm nhiên liệu này bị hỏng, cụ thể là hỏng cái motor này, thì sẽ làm cho nhiên liệu không được bơm vào bồn đốt và khiến cho xe đột ngột chết máy. Vậy thì trước khi cái bơm nhiên liệu này nó bị chết, nó có biểu hiện gì hay không? Thì theo kinh nghiệm của Gara Thành ở 120 Trần Quốc Hoàng, Cầu Giấy, Hà Nội mà chúng tôi đang đứng ở đây, thì cái bơm nhiên liệu này nó sẽ có một số những cái biểu hiện trước khi nó chết hẳn. Đó là khi mà nó bắt đầu có cái dấu hiệu chết thì xe sẽ yếu dần. Và thậm chí đến một lúc nào đó xe rất yếu và khi mà chúng ta đạp ga thì xe không thể tăng tốc được nữa, không thể lên được nữa. Tùy từng dòng xe mà có những dòng xe là ngay khi máy yếu hẳn thì có thể chết luôn. Và có những dòng xe thì nó có thể sống ngắc ngoải được một ít phút nào đó. Vậy thì có những nguyên nhân gì khiến cho bơm nhiên liệu bị chết? Thì có 3 nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất đó là chúng ta thường xuyên di chuyển trong tình trạng là nhiên liệu trong bình bị cạn kiệt. Quý vị có biết rằng là cái bơm này nó được nhúng ở trong bình nhiên liệu và nó được làm mát bằng chính nhiên liệu trong bình. Nếu như chúng ta để cho thường xuyên mà nhiên liệu bị cạn kiệt, ví dụ như ở cái mức này chẳng hạn, thì có nghĩa là cái bơm nó bị trơ lơ lên đây và nó không được làm mát. Nó không được làm mát mà nó thường xuyên hoạt động trong cái điều kiện khắc nghiệt, phải làm việc liên tục và nó sẽ có thể chết rất nhanh. Đến đây chúng tôi có một câu hỏi là: vậy thì khi đèn báo nhiên liệu bật sáng thì xe sẽ di chuyển được bao nhiêu km nữa? Thực sự đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Lý do là mỗi một dòng xe đều có cách thiết kế khác nhau. Có những dòng xe mà khi đèn báo nhiên liệu bật sáng chỉ có thể di chuyển được 20-30 km. Nhưng cũng có những dòng xe khi mà đèn báo nhiên liệu bật sáng chúng ta có thể đi di chuyển 70 hoặc 80 km nữa, thậm chí là hàng trăm km. Quý vị, những ai đang dùng xe gì, chúng ta có thể chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Nguyên nhân thứ hai gây chết bơm nhiên liệu đó chính là cái lọc này. Nó bị tắc. Lọc này bị tắc có thể là do sau một cái thời gian rất dài làm việc, nó sẽ tồn đọng tất cả những cái tạp chất, những cái cặn bẩn ở đây. Do trong bình nhiên liệu có quá nhiều tạp chất, có quá nhiều những cặn bẩn khiến cho nó đọng vào đây và khiến cho cái bơm nhiên liệu thì vẫn làm việc mà nhiên liệu thì lại không bơm vào được, khiến cho bơm nhiên liệu bị chết. Nói đến lọc nhiên liệu thì có những dòng xe này chỉ có một cái lọc và nó nằm luôn ở trong cái bình nhiên liệu. Tuy nhiên có những dòng xe thì có tới hai cái lọc, ví dụ như là chiếc xe này có một cái lọc nằm ở trong và đây là một cái lọc nằm ở bên ngoài, nó thường nằm ở ngay cạnh bình nhiên liệu đây. Thông thường thì cái lọc này rất hiếm khi phải thay. Tuy nhiên là nếu như mà nó bẩn trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam, cái nhiên liệu nó có nhiều tạp chất, nó bẩn thì chúng ta buộc phải thay. Và bây giờ chúng tôi sẽ tháo cái lọc này ra xem nó có đã thực sự bẩn hay chưa. Đó, quý vị thấy có thể thấy là nó rất bẩn. Đây. Và nguyên nhân thứ ba gây chết bơm nhiên liệu đó là trong nhiên liệu lẫn nước hoặc là lẫn tạp chất. Vấn đề này quý vị nghe có thể lạ lẫm, tuy nhiên ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh hoặc là ở những cái cơ sở bơm nhiên liệu thiếu uy tín, nhiên liệu có thể bị pha tạp chất rất nhiều. Chính vì vậy mà nếu như trong nhiên liệu mà lẫn nước mà được bơm vào đây thì nước và tạp chất đó sẽ lại làm cho bơm nhiên liệu bị chết rất nhanh. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì khi
khi mà bơm nhiên liệu bị chết, khi mà đang di chuyển trên đường mà thấy là có dấu hiệu là xe yếu dần, rồi đạp ga không lên và xe chết máy, thì chúng ta có thể khẳng định đó là bơm nhiên liệu bị chết. Thì khi đó chúng ta không có cách nào khác, đó chính là phải gọi cứu hộ để kéo về gara. Và khi về gara thì chúng ta sẽ phải thay cái bơm nhiên liệu. Có những dòng xe thì chỉ việc thay cái bơm bên trong, tức là cái motor này, với chi phí rất rẻ, có thể chỉ mấy trăm nghìn hoặc là có thể là hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, có rất nhiều dòng xe thì yêu cầu là phải thay cả cái cụm này, yêu cầu thay cả cụm này với chi phí khá đắt, có thể từ vài triệu đến khoảng hơn chục triệu đồng. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để hạn chế cái sự hư hỏng của cái bơm nhiên liệu này? Thì theo kinh nghiệm của Gara Thành, chúng ta có 2 việc cần làm sau đây. Việc đầu tiên, đó chính là chúng ta hạn chế để cho tình trạng nhiên liệu trong bình bị cạn kiệt. Có nghĩa là ngay khi mà đèn báo nhiên liệu xuống đến vạch cuối cùng, chúng ta nên bổ sung ngay. Đơn giản là nhiên liệu đổ vào bình, chúng ta không đi thì nó vẫn còn đó, chứ không bay đi đâu cả. Và công việc thứ hai, đó chính là sau khoảng 8 đến 10 vạn km thì chúng ta nên đi kiểm tra cái lọc nhiên liệu này một lần. Cái việc kiểm tra này sẽ vô cùng quan trọng nếu mà chúng ta phát hiện thấy nó bẩn, nó quá bẩn và nhiên liệu trong bình bị bẩn, có nhiều tạp chất, thì chúng ta nên thay cái này hoặc là sục bình nhiên liệu. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trao đổi một số kinh nghiệm liên quan đến bơm nhiên liệu khiến cho xe chết máy dọc đường. Hy vọng rằng video vừa rồi sẽ giúp ích quý vị trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại chuyên đề này với một số video rất hữu ích khác. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.